Qua cơn bão số 3 vừa qua, một lần nữa cho thấy tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào trong lúc khó khăn cùng chung sức hướng về vùng lũ với những hoạt động thiện nguyện, nghĩa tình. Biết được thông tin nhân dân xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3, bà Nguyễn Thị Đoàn, người con của quê hương Lập Thạch, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, đã kêu gọi người dân tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đến hỗ trợ vật chất và cả tinh thần, sẻ chia với những người dân xã Sơn Đông. Chúng tôi đã triển khai vận động nhân dân, tuyên truyền nhân dân để cùng chung tay góp sức ủng hộ đồng bào bị thiên tai do cơn bão số 3 gây ra. Trong đợt này, bà Nguyễn Thị Đoàn và người dân tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã trao quà cho bếp ăn tập thể của trường mầm non và tiểu học Sơn Đông, mỗi trường là 500 kg gạo và 100 thùng mì tôm, trao 100 suất quà cho các gia đình của xã Sơn Đông bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Cũng trong dịp này, cá nhân bà Nguyễn Thị Đoàn trao tặng 2 tấn gạo và 100 thùng mì tôm cho người dân xã Triệu Đề bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Với sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, hành động nghĩa cử cao đẹp của các mạnh thường quân ở khắp nơi trong cả nước đã kịp thời chia sẻ, sưởi ấm, động viên những người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, bớt đi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.